Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai miền Trung tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng. Nắng nóng gay gắt sẽ tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Phú Yên, có nơi trên 38 độ. Còn lại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa và Ninh Thuận thì nền nhiệt sẽ dao động ở mức từ 35 cho đến 37 độ. Nền nhiệt cao, theo đó chỉ số tia UV ở đây cũng ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Vì vậy quý vị đừng quên mang theo áo khoác nắng, mũ hay là kính râm trước khi ra ngoài, đồng thời hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian trưa và đầu giờ chiều, bởi đây là thời điểm cường độ tia UV mạnh nhất. Nắng cũng là hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực Nam Bộ, với nền nhiệt hầu hết đều dưới 34 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối, mưa dông lại tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi, nhất là các tỉnh của khu vực Đông Nam Bộ sẽ có điểm mưa to và có khả năng gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực trũng thấp. Vì vậy, quý vị cần lưu ý. Chuyển lên phía Bắc, trong đêm nay và sáng ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa có nơi trên 50mm. Còn ban ngày ở đây trời nắng ráo, về trưa cảm giác oi nóng với mức nhiệt từ 31 cho đến 34 độ. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ 27 đến 36 độ, độ ẩm 75 đến 85%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27 đến 36 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ 27 đến 33 độ, độ ẩm 80 đến 85%.